Rồi bỏ vô đi em. Sáu trăm miếng một lần nha. Vô cường ơi, cường nữa nữa. Rồi rồi, nước đầy ly nha. Rồi, đây là máy ép mía 100% inox. Được ráp với cục ép 6 lô siêu tạo bọt inox 100% lát đặc, đảm bảo chất lượng về thực phẩm khi mà ra nước mía là đảm bảo an toàn sức khỏe nha. Toàn bộ cái vỏ thùng của bên mình cũng được làm bằng inox 100%, đi xuất khẩu vô tư luôn. Đây inox cá bóng sạch dày. Đây là làm bằng cái mẫu để bàn theo yêu cầu của khách, cho nên là máy khá là gọn. Và đây là hệ thống vận hành, đây là nút khẩn cấp khi mà chúng ta trong quá trình mà mình vận hành mà quay nước mía mà nó có ví dụ như là kẹt mía hay là các bạn muốn hoặc là điện có vấn đề gì ở trong gia đình ấy, hoặc là nơi của mình vận hành nó có vấn đề gì thì mình có việc ấn vô là toàn bộ cái cục ép nó sẽ ngừng ngay lập tức, rồi sau đó chúng ta sẽ từ từ tắt công tắc ở đây để xử lý cái vấn đề khi mình gặp phải lúc đó. Đó, bình thường thì nó vẫn mở nha mọi người các bạn. Ở đây khi mà đây là công tắc, chúng ta bật vận hành hoặc là tắt, hoặc là chúng ta trả ngược lại thì mía nó sẽ chạy ngược lại mà tắt. Ở đây chỉ là cái đèn báo khi mà mình cắm điện vô, có điện thì nó sẽ báo đèn cho mọi người nhìn thấy nha. Một lát cái này lúc mà mình quay clip vận hành thì nó sẽ thể hiện đèn sáng hơn khi mà nó có điện. Đây là bộ máng nước với lọc, khi mà chúng ta vận hành thì nước mía nó sẽ chảy xuống đây và sẽ có một cái bộ lưới lọc. Cường cường dở cái lưới lọc lên cho chị Cường. Ở lưới lọc lên, lấy cái lưới lọc ra đây nè. Khi mà mình vận hành thì nước mía nó sẽ chảy xuống cái bộ lọc này. Nó sẽ chảy xuống cái bộ lưới lọc này cho mình. Nước chảy ra cái vòi này nhỏ gọn tiện lợi, hệ thống vận hành đơn giản nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt. Mọi người lưu ý nha, cục ép bên mình làm là tất cả là bằng máy thành inox hết ha, cho nên là tháo cái này ra cho chị. Tháo ra. Mọi người lưu ý nha, cái cục ép của bên mình làm toàn bộ là bằng hàng xuất khẩu á, theo yêu cầu của khách. Với riêng cái sản phẩm 6 lô này, tháo ra luôn đi em, thì máy thành của bên mình làm đây là cái vách này nè, là bằng inox 100%. Trục này cũng bằng inox đặc 100%. Đây, còn bạc đạn ở bên mình là bạc đạn dày, mã là 5206 của Nhật chứ không có làm bạc đạn mỏng của 6206 nha. Cho nên là nó sẽ đảm bảo cái quá trình mình sử dụng và vận hành nó chất lượng nó cực kỳ bền, đáp ứng cho cái việc mà mình mua đi xa đi nước nào cũng được hết. Nhưng mà ví dụ như trong quá trình mình xài 5-6 năm gì đó mà nó có vỡ hay nó hư thì đúng cái mã sản phẩm này các bạn mua ở đâu cũng có hết, chứ không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Đây là của Nhật sản xuất cho nên là mình chỉ việc cầm một đoạn, cầm mã mình đi mua và mình thay vào. Mà trong quá trình thay mà các bạn không biết thay á, thì cứ liên hệ lại cho bên tấm nhắc bên mình thì sẽ có các anh kỹ thuật viên sẽ gọi điện video trực tiếp cho mình để hướng dẫn, hoặc là quay clip để hướng dẫn mình thay. Cho nên là máy mà có hư hỏng gì là mình thay thế được, mình sử dụng tiếp tục được chứ không có phải bỏ hoặc là tốn công sức mình mua linh kiện ở nơi xa nha.